I think you fooled us. That was the way you did it. Condition, I have to try and find the last ace. Like this. Every card straightens out. Every single card except for one. Please, you turn it over. Boom. There. Now, one time somebody said to me, yes, but can you do this with my deck of cards? And I said, sure, I can do this with anybody's deck of cards. In fact, I can do it. Nếu có lần thì mọi người đã hỏi là mày có thể làm
làm cái này với băng bài của tao không? From a different deck, you turn it over. Now, you wouldn't think there's much you can do with a deck of cards once you've changed. Mọi người có thể nhìn thấy. Mọi người nghĩ là không còn nhiều thứ mọi người có thể làm được khi cái bộ bài đã chuyển như thế này. But maybe we can try one more. Bây giờ mình có thể thử một lần nữa. Làm một thứ nữa. I want you to pick a card, but don't look at it yet. Don't look. Chọn một quân. Đừng nhìn. Just put it against your body. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Hãy để nó sát người. Yeah. Now, when I turn away, và khi mà Joseph quay đi, everybody to look at the card, and I want you to look, but make sure that they see over here and also in the back and also on this. Và khi Joseph quay đi, em cho tất cả mọi người xem, cả anh, cả tất cả mọi người. Nói chung là tất cả mọi người. Rồi, cho tất cả mọi người xem. Ok. A, B, C, D, được, mọi người nhớ chưa? Đây là quân quân Z, thế tầm nó không biết đâu. Zico, 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 Zico. Cho con Zico vào trong bộ bài. Và bây giờ che bộ bài lại bằng tay. Lấy ra một. Có nhớ quân lấy gì không? Không phải quân này không? Sai. Không phải à? Chết. Có thể cảm thấy bộ bài không? Bây giờ mình sẽ làm cho rõ ràng. Bây giờ tất cả bộ bài đều là trong suốt. Chỉ trừ một quân duy nhất không trong. Là quân dữ. Ôi. The whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were.